for sure starting my first World Group stage with a W is always the best start I can ask for. If you are not confident, teams and players are gonna basically take over you. Đối thủ Rock sắp tới thì mình đánh giá là cũng đánh khá là hổ báo và cũng đi lên cũng rất là tốt. I'm confident in myself and I'm confident in my teammates that we can beat anyone. Mình nghĩ xạ thủ con của Rock có kỹ năng khá là tốt. If they wanna do this playstyle, we're happy to match, then let's just go and teamfight and see who wins. Có điều phải dè chừng khi mà khi đối đầu với lại Gam. I think EU wins Worlds this year, baby. CFO 的几位选手的话，就是他们上单 Rest， 就是对我来说印象比较深刻吧，所以我可能会对上他的时候，我要更加就是注重一点。应该是他的操作和走位吧，这样我觉得就是维持自信吧，就面对他。就希望他们跟我们一起能给观众们带来一场精彩的比赛。就不要太小看我们，我们可能会击败你。일단제가고마유씨형한테좀배운게많았어서사실저번연도에는진짜되게잘한다고생각을했었는데올해들어서는살짝주춤하시긴하시더라고요아무래도제가선배다보니까제가좀더뛰어나다고생각합니다게임뭐외적인거나인게임적인거나있겠지만은그래도많은부분에서제가한수위에있지않을까생각합니다진영이형요즘라인전하는거보면은그작년에내가알던그고마유씨가아니던데민철아이미0승2패를했던데거기서1패더한다고영향이클것같지않으니까이번에는네가치는걸로하자